Hero Unlock. Bây giờ cái này là một cái hay nữa ở cái game này, thề mẹ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mua. Ok, cái này phải mua được. Ok, bỏ tiền, đéo, 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 đéo. Cái này phải đến cấp 8 mới có, cấp 6 lại trông giống Windrunner vậy. Còn thầy không biết thêm nào, nhưng mà đại khái đây là một cái hay nữa là điều khiển tướng, phải không? Có cả điều khiển tướng mà mình sẽ select, phải không? Thầy rất là trâu chó. Tốc độ chạy thì hơi thấp, cộng thêm với 3 điểm nữa. Bây giờ ấy, mình nhớ là cái cửa này ấy, là nó thiên về, mình nhớ nhớ đi từ từ à. Cái cửa này là cửa dòng sông, cửa này cửa dòng sông, rất thiên về pháo, rất thiên về pháo và phòng ngự. Mình vẫn nhớ rất thiên về pháo và phòng ngự. Ok, bây giờ là phải có pháo. Bây giờ là up hết cho bây giờ có tướng này, tướng này là tướng kiểu trâu chó có skill để block đem các kiểu, bây giờ lại dồn hết qua để nâng nâng cho cái ấy. Ok, ai upgrade được không? Cái này Barak. Cái này là gì? Trên này là gì? Ok, bây giờ nhá, mình sẽ cho các bạn thấy được là cái gọi sự thông minh của mình ở chỗ nào này, reset hết. Ok, cái trò này hay không mất tiền chỗ nào reset hết. Được không? Bây giờ các bạn có đang có 8 điểm ở level mình nhớ lắm, nói chung là đến khoảng cửa 4. Các bạn tăng hết về cái này. Tất nhiên là mỗi người có cái chơi các bạn cũng có thể win mà. Các bạn tăng hết về cái này. Không cần cái bắn xa này, chủ yếu là cái thằng này nó phải rất là trâu chó, hiểu không? Đó. Hoặc là các bạn có thể tăng cái này hai cái này cái này Warrior have a pin health. Ok, mình đánh là thiên về mấy thằng gọi là trâu chó này. Ok, đăng. Ok, chúng ta sẽ thử, tất nhiên chúng ta vừa thử vừa là thông minh ấy. Chúng ta vừa thử nhưng mà chúng ta vẫn thông minh. Bây giờ có level 3 rồi, cửa nó sẽ chạy làm hai hướng trái phải. Ok, và cửa này thì sẽ có gọi là hero đi cùng và sẽ có cả level các kiểu. Đây là một cái mà mình rất là thích ở cái trò này. Ok, ở đây là có hero. Vâng, các bạn thấy là đây là vì lý do vì sao mình thích cái trò này. Ok, thì các bạn có thể thấy thì đây sẽ là để một cái pháo ở đây, một cái nhà để chặn quân ở đây. Nó sẽ là cái tầm này, hero chạy ra đây. Bên này cũng có một cái nhà pháo, nhà quân nữa. Chặn luôn ở trên cầu. Ok, bắt đầu 130 đồng, còn 130 đồng nữa. Nó sẽ rẽ sang hướng này nhiều hơn, mình vẫn nhớ cái cửa này. Thấy không? Bạn có hero, vì hero để điều khiển chạy quân được. Hay lắm, trò nó buồn cười lắm. Ô, đi, cái đi đây, ô kìa, anh gì đây? Ơi! Cái gì đây? Về cầu chặn, thấy không? Cái buồn cười cho này nó có cả hero chặn cầu các kiểu các thứ hiểu không? Thế bạn thấy không? Xong điều khiển hero chạy lại, nó rất là cơ động ở cái chỗ, nó buồn cười ở cái chỗ là nó cơ động thôi. Có cả gọi là chặn quân các kiểu đó. Chặn không kịp. Thấy không? Ra skill các kiểu, các bạn thấy nó ra skill chưa? Thì phải luôn ra skill đàng hoàng hiểu không? Chạy trên chiến trường khiển quân khiển tướng các thứ các thứ. Thằng kia chạy đâu nhá, chém đi, một chém chết, một chém nữa chết, gặp nhau rồi, chém chém chém. Mình đang cố gắng để lên 220 đồng, nâng cấp cái nhà pháo ở giữa này. 220 đồng còn một chút nữa thôi, vẫn chịu được. Nó cái tầm nó vẫn chịu được. Cái gì đây, cái gì đây, mấy ông ấy chạy đâu đây? Phải cho tướng gặp cái thằng đánh cái thằng hồi máu này giữ. Ok, up lên rồi. Thằng ấy chạy đâu đây? Thôi đuổi theo bắt thằng này lại. Ê, bắt thằng này lại nó khác ngay. Chủ yếu là các bạn cái pháo này mình chơi thiên về pháo hiểu không? Đấy, gặp thằng này lại giết rồi. Rồi. Cái thằng tướng này nó kiểu chạy ra. Nó có cả skill đấy, bạn thấy không? Một phát, thấy không? Nó gọi skill lên, bọn này tăng giáp, tăng máu các kiểu ấy. Nói chung là mình không chưa rõ là skill của thằng này nó. Nhưng mà nó là thiên về kiểu tướng kiểu trâu chó ấy, hiểu không? Đúng không? Bên này cũng phải có một cái, hai bên đều phải có pháo. Bây giờ rẽ bên nào cũng phải có pháo to, mình rất là thích chơi pháo ở cái chỗ vậy.
nó clear clip rất là nhanh, hiểu không? Mà sẽ có cửa chơi thiên về cung, mình vẫn sau cái cửa này hay sao? Nào mà cũng có level mẹ các kiểu, hiểu không? Ông phải hiểu là chặn được ở đây nó ra được nhiều vấn đề lắm. Chặn được ở đây ra lại rất là nhiều vấn đề. Ôi, chạy đâu kia, giết thằng này này, đấy, 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 đấy. Ui, hồi máu rồi. Đấy, nó ra skill rồi, thấy không? Ôi, bọn này giết quân ghê lắm, bọn này giết quân ghê lắm. Ở đây, ở đây, ở đây. Bọn này nó thịt quân rất là nhanh. Cái bọn này là có, cái bọn này... Ôi, đuổi theo kia. Chạy đâu đây? Đứng lại. Đứng lại. Chặn được cầu, đứng lại. Đấy không, thấy không, có quân lên đấy không? Gọi skill các kiểu chém cùng với thi đấu cùng nhau ấy, đó là cái tầm. Ôi đi phải, ôi đi chạy đâu ấy. Rồi phải sử dụng skill rồi, phải sử dụng skill rồi, cái này là quá sát rồi. Ôi cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy. Ôi sao tướng nó chạy đâu đấy, chết rồi, hỏng hỏng. 300 tiền nâng cấp này. Mình phải đánh nhau quá, đi lọt 3 thằng rồi. Lọt 3 thằng rồi, không để ý rồi. Không để ý các bạn ạ. Rồi gọi tướng ở đây. Nó ở cái tầm cứ gọi là tướng chạy ở đây. Ôi chặn được lại, tướng chạy vòng vòng vòng. Được không? Nó đỡ khiên các kiểu thì ôi. Không được để bọn hồi máu ở đấy, nó đi hồi máu bọn kia, nguy hiểm lắm. Ôi, tướng sắp chết rồi nhá. Ôi đi, tướng lui 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 lui. Tướng sắp chết không mẹ luôn rồi. Ôi chạy. Đấy, to quá, chưa biết có giết được không. Thôi đợi tí, hai bọn này nó gộp chung lại mình thả lửa xuống là được. 300 tiền rồi, còn cái nào có thể cho trâu lên tí nữa. Ôi khiển tướng chết đó, chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi. Gom gom lại. Ơ ra skill tuyệt vời vãi, thấy không, hồi máu hồi miếc các kiểu lên rồi. Ok, lọt mất 3-4 thằng gì đấy là không đáng kể. Các bạn thấy không, nó ở cái tầm mẹ gọi là không thể nào mà thua được rồi, hiểu không? Ấy, gọi skill lên, hiểu không? Uinh, 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 các bạn nghe thấy không? Tiếng kiểu uinh, uinh, uinh. Bây giờ thêm quả pháo ở bên này thì hợp lý đúng không? Bên này nó hơi bị đông đấy. Bọn này là phải bắn cung. Cung với lại địch bên này đông đấy nhỉ? Ôi hồi máu kìa. Phải giữ được thì tướng đâu rồi. Lên đây giữ. Đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn. Đéo ổn, đéo ổn. Đông quá, đông quá. Bạn giữ một ít lại mới được. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hảo ngoài, hảo ngoài, hảo ngoài, hảo ngoài. Hảo ngoài, hảo ngoài, hảo ngoài, hảo ngoài, hảo ngoài. Phải thêm pháo mới được. Do thiếu pháo là thế. Hay, hay lắm, mấy ông khiển thằng tướng chạy vòng 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 luôn. À, phải có thêm quả pháo 2 ở đây nữa thì ngon, hiểu không? À, trí tuệ ở chỗ đó phải điều khiển các kiểu, hiểu không? Pháo này bắn đã quá. Bum bum bum, còn 2 way nữa, còn 2 way nữa. Tới thôi. Pháo 2 hết rồi. Thấy không? Skill tướng là các kiểu. Bây giờ nâng cấp cái nhà lên tí. Cái nhà có phần bây giờ máu nó hơi đuối rồi. Ôi tướng kìa. Tướng chặn lại các kiểu. Cái gì kia? Ôi. Ôi 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 ôi. Thấy không? Tướng nó chặn ở đây. Rồi nâng cấp cái nhà lên cho cái nhà nó trâu hơn tí nữa. Ôi đi con.
kia. Có cần thả lửa không? Cần thả lửa thả ngay đấy. Ngại đâu. Thật sự là ngại đâu. Ui thề luôn, quân tôi đánh quá hay luôn. Ôi đủ tiền chưa? Ui pháo hài hết rồi các ông ạ. À, nó ở cái tập nát bét. Chạy. Chạy. Ui hay thế. Thấy không? Quay này, quay cuối này này. Vẫn còn thả lửa, vẫn còn nguyên. Bọn này vẫn chỉ là chốt chặn ở cái cuối này không? Thấy không? Ui 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 các kiểu. Ui rồi nát đầu, nát đầu, nát đầu. Ôi đi con. Ôi không được, không được, không được cái gì đây. Nát bét, nát bét. Không được, cái gì đây. Chạy bên này tí xem nào. Anh gì đây, chạy ở đây xem nào. Bọn anh để nó lộng hành đấy nhỉ. Ờ, à, thấy không? Bên này quả pháo quá khỏe à? Cái gì? Không, không bán đi ăn. À, đừng hỏi vì sao luôn. Thua thế nào được? Thằng này chạy le te, le te, le te. Thắng rồi, easy không? Quá easy luôn. Nó ở cái tầm gọi là chơi, nó chỉ tôi chỉ chơi pháo với lính thôi, không bắn cung tía mới cần được không? Tôi chưa phải xài đồ hỗ trợ, chưa phải cái gì hết đấy nhá. Lại 3 sao, 2 sao, chết mấy mạng.